xem lúc trổ bủa nha anh em ơi. Đó, trổ bủa ngay cạnh bên ghe mình luôn. Bữa nay quay cảnh lúc trổ bủa, trời sắp tối rất là đẹp. Bủa chạy tiếng máy nghe đã không? Đó, bủa lưới đây. Lưới trổ này nhiều lưới đấy. Bủa quét trời lưới luôn, chưa thấy giờ miếng. Hết lưới rồi nè, giờ bắt đầu chạy dây á. Ồ, còn lưới, còn lưới. Lưới nhiều trời. Hết nè. Bủa lưới giữa một rừng ghe của lưới rút đêm đang neo đầu luôn nha anh em. Rút rủ chung vô chính giữa bủa luôn. Đó. Bên ngoài thì các cái ánh điện của mấy chiếc ghe trong nhỏ nhỏ lên điện đó. Mình quay cảnh này hầu như là gần như là ban đêm luôn anh em. Camera này ISO rất là tốt ha. Đó. Bữa giờ mé rồi nè. Đó, mình quay toàn cảnh bủa lưới, bủa giờ mé luôn cho anh em xem nha. Đó, giờ bắt dây cảo. Bắt mé xong rồi giờ ghi ra. Chủ này là hình như là chủ của Đài Lãnh. Đó, số Nimro Khánh Hòa. Đó, buổi giờ mới ghi ra kẻo ở bên ngoài mấy chiếc mình trong đang lên điện. Này là mấy chiếc ghe lưới đang neo gần cái khu vực lưới trụ đang bủa lưới nè anh em. Đó, sát phao luôn cho nên là phải nhổ neo đi chỗ khác cho rút trụ nó làm lưới ha. Đó, mình quay bên cạnh sát bên là tàu nè, có tàu sắt nè, có tàu nhựa ngồi kia nữa nè anh em. Đó, sát bên luôn tủ bủa. Quay bên trong này nữa là mũi điện nè. Đó, bủa sát vách núi luôn nè anh em. Núi này là mũi lớn. Mũi lớn bên cạnh mũi điện. Đó, chiếc khúc trụ dê đang ngồi kia đang kéo dây nè. Dê ghe đùng 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 luôn. Mẹ xe ông nội nào mà ghe dữ. Bên ngoài này cũng có những chiếc rút đêm rất là lớn ha. Tầm 20 mấy mét. Đó. Mấy chiếc lưới rút mà toàn lưới rút lớn không à, mấy mét không à. Bây giờ mình quay cái nơi mũi điện Đại Lãnh cho anh em xem nha anh em ơi. Đây, toàn cảnh mũi điện Đại Lãnh. Bên trong là bãi môn. Phía dưới chân núi của mũi điện có một bãi biển rất là đẹp nha anh em. Đó, dọc theo mũi điện Đại Lãnh là có một cái cung đường dọc biển chạy dọc theo triền núi này nè. Đây là một trong những cái cung đường mà dọc biển đẹp nhất Việt Nam nha anh em. Các cái tour mà đi phượt rồi các phượt thủ rồi thì họ đi theo cung đường biển thì đặc biệt họ sẽ đi cái cung đường này rất là đẹp, chạy dọc theo núi của mũi.
điện Đại Lãnh. Đây là hệ thống núi của dãy Trường Sơn nha anh em. Đây là nơi mà chúng ta gọi là Trường Sơn Đông. Anh chị em đều biết bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, thì đây là hệ thống của dãy núi Trường Sơn trải dài theo đất nước, và đây là nơi cuối cùng, những cái triền núi cuối cùng mà đâm dọc ra biển gọi là dãy Trường Sơn Đông. Thì hệ thống núi Trường Sơn thì nó sẽ kết thúc ở các cái hệ thống núi của mũi điện Đại Lãnh này anh em, và chạy vào ở trong cái khu mà gọi là đèo Kẻ thì nó vẫn thuộc hệ thống dãy núi Trường Sơn. Thì ở đây có cái dãy núi Đá Bia nó cũng rất là đẹp, nhưng mà tại cái góc quay này thì mình không có quay cho anh em xem cái đỉnh của núi Đá Bia được, nó cũng thuộc hệ thống của dãy núi Trường Sơn luôn. Đây, bãi biển rất là đẹp. Thì mũi điện sở dĩ nó có tên mũi điện Đại Lãnh là vì trước kia là Phú Yên với là Khánh Hòa là nó chung một tỉnh nha anh em. Thì có lúc đó tên của tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa là tỉnh Phú Khánh, cho nên là mũi điện này ngày xưa lúc mà người Pháp họ xây vào năm 1861 á, thì mũi điện này họ lấy tên là địa danh là thuộc của Đại Lãnh. Nhưng mà sau này khi tách tỉnh ra thì cái khu vực này, cái khu vực biển và khu vực đất liền này là thuộc của Phú Yên. Cho nên là bây giờ mặc dù là thuộc của Phú Yên nhưng mà tên lúc đặt, lúc sơ khai, lúc xây dựng thì nó vẫn có tên là mũi điện của Đại Lãnh. Đây là cũng rất nhiều cái thắc mắc của rất nhiều anh chị em. Đây, mũi điện xây từ thời Pháp thuộc vào năm 1861, những cái ngày đầu mà đất nước của chúng ta bị sự đô hộ của thực dân Pháp. Đây, hệ thống núi rất đẹp nha anh em. Ở đây thì các cái dự án du lịch thì rất là nhiều, nhưng mà chưa có triển khai được cái dự án nào hết, còn rất là hoang sơ và tự nhiên. Đây là cái cung đường chạy từ Phú Đô đi giữa trung tâm của Phú Yên. Rất đẹp nha anh em, biển mênh mông bao la luôn. Thì mình sẽ quay, mình quay nhiều cái góc quay nha anh em. Ở cái góc quay này thì mình sẽ quay từ ở phía bên dưới của triền núi đi lên, rồi mình sẽ quay cái góc quay từ ở trên, từ ở trên dọc theo cái cung đường mà trải dài này, mình sẽ quay xuống để cho anh em cảm nhận được hết toàn bộ cái vẻ đẹp của mũi điện Đại Lãnh và các cái cung đường biển dọc theo dãy Trường Sơn Đông thuộc hệ thống núi Đá Bia nằm trong khu vực của tỉnh Phú Yên.